Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục về mẫu quản lý nguồn hàng chính hãng cho bác anh em. Quản lý nguồn gần đây thì là một trong thiết bị không thể thiếu trong dàn âm thanh karaoke của các bác anh em rồi. Rất nhiều thiết bị bây giờ cần đến sự an toàn khi mà sử dụng. Và càng nhiều các thiết bị điện thì nó càng có tỷ lệ cao hơn khi mà sự cố trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt hơn về cái việc mà nó bị chập chạch dòng điện thì gần như không một đơn vị nào sản xuất ra bảo nó không có cả. Thế nó mới sinh ra bảo hành đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng những em quản lý nguồn này để hạn chế những cái thiệt hại mà không may xảy ra. Và hơn nữa, quản lý nguồn sử dụng trong bộ dàn âm thanh karaoke thì nó thuận tiện rất rất nhiều các bạn. Thứ nhất là về vấn đề tắt mở. Tắt mở đây, ví dụ như ở đây em có thể tắt mở tự động này. Đấy. Nó mở từ cổng 1, cổng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần lượt từng cổng 1. Đó. Có nghe không? Giờ lè tắt mở nghe khá đanh tai đúng không ạ? Khá chắc chắn. Đấy, tắt thì nó có thể tắt tự động từ 8 về 1. Và tất nhiên thì không thể thiếu được em trong em quản lý nguồn, đó là một cái áp tổng. Áp C63 này chịu tải rất lớn và dây này. Đây, đây là dây của em, nó là dây 4 chấm. Dây 4 mini đây. Đấy, các bác nhìn đấy ạ. Với em này chịu tải rất là lớn các bác nhá. Phích cắm chống cháy. Đấy. Phích này phích chống cháy đấy các bạn. Ngoài ra thì em quản lý nguồn ETC D.08 thì với hình thức rất bắt mắt, cực kỳ bắt mắt luôn, rất đẹp. Và mặt vây nhôm này cực kỳ cứng cáp cho bác nghe. Đấy, cực kỳ cứng cáp. Các bác có thể bắt tủ sự kiện, các bác làm sự kiện thoải mái. Áp tổng C63 nguồn này. Đấy, tất cả chân này bên trong là chân là đồng hết các bác nhá. Lần lượt luôn. Màn hình thì hiển thị đầy đủ thông số cho bác anh em luôn. Đấy, ví dụ các bác nhìn ở trên dưới đấy, các bác biết là cổng nào đang tắt, cổng nào đang mở đúng không ạ? Mở lên này. Cổng nào tắt, cổng nào mở thì các bác nhìn thấy rõ luôn. Cổng nào không hiển thị số thì nó tắt. Hiển thị số này hiện nó đang mở. Có rất là tiện lợi đúng không ạ? Hiển thị dòng điện luôn. Hiển thị dòng điện để cho bác anh em có thể xem là dòng điện nhà mà mình nó có bị chuyển biến quá nhiều không. Đây là giá trị tương đối, không phải giá trị tuyệt đối. Không thể như cái đồng hồ đo điện từng ni từ ý một các bác nha. Đây là giá trị tương đối để chúng ta tham khảo. Có tắt mở, nút tắt mở tự động này, nút power. Hoặc là các bác có thể tắt mở tùy ý. Đây, bằng cái nút trực tiếp đây. Có 8 nút 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tương tự với 8 cổng ở phía sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Từ trái qua phải. Đây nó ghi rõ từ trái qua phải đấy. Đấy là về hình thức mặt trước các bác nhé. Bạn đây đấy, mặt trước mặt sau đây. Mặt trước còn có thêm một cái cổng chạy điện trực tiếp sau áp. Chạy điện trực tiếp sau áp, các bác có thể cắm quạt hay là một thiết bị gì đó các bác sử dụng điện liên tục. Có khi mà không sử dụng chúng ta ngắt áp đúng không ạ? Đó, ngắt áp là hết, không lo lắng nữa đúng không ạ? App này thì nó cũng là bảo vệ tổng cho cả con quản lý nguồn luôn. Nếu mà có sự cố gì quá thì em này sẽ nhảy hiểu không? Như app sử dụng các bác ở gia đình thôi. Nhưng mà quản lý nguồn không thể chỉ có thế thôi. Không thể có thế không được mà em một em quản lý nguồn được đúng không ạ? Bên trong của em nó thì những quản lý nguồn hàng chính hãng thì luôn luôn sẽ có thêm những cái nữa. Đó là một, đó là cái dơ le từng cổng. Khi mà có sự cố thì em này nó sẽ nhảy trước. Em này nó sẽ nhảy trước, báo trước. Có khi mà sự cố qua, nó vượt qua này thì bắt đầu với áp. Áp nó bắt đầu mới nhảy. Nghĩa là sau cùng thì áp này mới nhảy. Như kiểu hệ thống điện nhà bác ấy. Đây là như kiểu những cái áp có thể so sánh như áp chống giật. Kiểu dạng như vậy. Khi bác sử dụng áp chống giật và áp tổng thì lúc nào áp chống giật nó sẽ nhảy trước. Nếu mà sự cố quá thì bắt đầu là áp tổng nó mới nhảy đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn riêng biệt từng cổng luôn á, có cả cuộn cảm cho các bác anh em luôn, từng cổng 8 cổng riêng biệt. Có IC chống cháy nổ cho các bác anh em luôn. Áp C63 đây, bên trong của em áp C63 đây thì chắc là các bác quá quen thuộc đúng không ạ? Áp tổng này chịu tải rất là lớn. Đây, dây trực tiếp đây nhá, dây nguồn đây. To luôn các bác này. Đầy đủ tính năng cho bác anh em. Và giá lại cực kỳ rẻ nữa, hàng chính hãng bảo hành lên đến 24 tháng. Đây, quay ra thêm một chút về hàng chính hãng cho bác anh em, hàng chính hãng của ETC lúc nào nó sẽ phải có thêm. Đây là tem logo thương hiệu rồi. Đây là tem bảo hành điện tử đấy các bác. Bảo hành 24 tháng 1 cho vòng 60 ngày cho các anh em nhá. Và anh em mua hàng thì các bác không cần phải cọc gì đâu các bác. Không cần phải cọc gì đâu nhá. Các bác có nhu cầu các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage bên em với cú pháp có thể chốt quản lý nguồn D.08. Đấy. Hoặc là chốt quản lý nguồn 08 này thôi. Là bên em sẽ liên hệ lại. Anh em có nhắn ở Facebook thì các bác có thể nhắn cho em xin cái số điện thoại. Bên em sẽ chốt đơn nhanh hơn cho các bác anh em nhé. Và các bác đang xem video thì đừng quên cho nút like, đăng ký kênh.